Hello anh em, hôm nay là ngày mùng 5 Tết thì mình xin gửi lời chúc đến toàn thể anh em một năm mới vạn sự như ý, an khang thịnh vượng anh em nhé. Và anh em tiếp tục đam mê của mình một cách thật là may mắn. Năm nay thì mình khởi đầu năm mới cũng chưa có gì, chưa có gì cả. Mình cũng chưa mua được bé bé nào mới cả, tại vì hôm nay mới có mùng 5 Tết thôi. Và đây sẽ là cái video đầu tiên cho năm mới. Bây giờ mình sẽ cho, mình đang cho các bạn này, bạn này ăn rán này. Con chọn đấy ra đi. Bạn này vẫn đang chuẩn bị nồi này anh em này. Đấy, anh em thấy không? Đây. Ăn đi, ăn rán đi này. Hai bạn này xuống một cái này, hai bạn này múc liên tục. Múc cái gậy nha. Đây, bạn này thì cũng đang chuẩn bị đóng vẩy, chuẩn bị nồi đây. Đây, cho bạn này một con rán xem sao. Đây mà. Bài này như là cũng mình đang đăng bài tìm mua igu rồi. Thật ra thì mấy hôm nữa nó vào mùa thì mình sẽ mua được mấy con kiểu size baby. Thế nhưng mà mình, cá nhân mình ấy, thì mình thích mua cái size nó nhỡ nhỡ đi, chăm cho nó nhàn. bốn cái bạn kia còn bé xí luôn. Đây bây giờ mình đang cho mấy cái bạn giống Úc nhà mình, bạn ấy ăn chạy người quá, người chạy quá. Đây bây giờ mình sẽ cho cái con bới cho anh thôi không cho bạn cái cô này của mình ăn một con rán. Con này đi ra không, bạn nhảy ra ngoài bây giờ. Bố đã phải mở kính rồi, bây giờ để bố đóng ngay vào rồi. Bạn ấy, cái con rán nó rơi như thế này rồi. Tí nữa thì bạn ấy sẽ bắt cái con rán ở dưới đấy xong. Từ từ chắc là mình sẽ để máy xuống. Con đây. Con đi ra đi, đừng đứng gần đấy, bố không phản ứng kịp đâu, bố không đóng kịp cái tổ cửa đấy. Bạn này thì bây giờ cho ăn mình cẩn thận luôn, bạn ấy chạy ra ngoài. Đứng rất là xa. Để trên cái lỗ này này. Bạn ấy không chịu ăn, thôi mình sẽ cho con rán vào trong cái hộp này. Tí nữa bạn ấy ăn sao. Bây giờ mình sẽ cho bạn giống bút này ăn tiếp. Không nào gấp. Con làm được đâu mà cứ đòi. Mấy bạn này chưa đi ra ăn sắp hết rồi đi. Mấy bạn này bạn ấy ăn sắp hết rồi. Đấy. Thế bạn này thì từ nãy giờ không ăn đi, xong bây giờ bắt đầu mới ăn làm sao mà kịp nãy với bọn mấy con, hai con mập này. Hai con này nó rất là tham ăn. À, thật ra là mình có 4 con đúng không anh em? Anh em nhớ không nhỉ? Thì trước Tết, hôm 28 Tết thì mình đã mang một con mình đi, mình tặng cho cháu mình rồi. Con của bạn mình. Tại vì mình cũng hứa là mình sẽ tặng con của bạn mình rồi. Cho nên là mình đã tặng rồi. Cho nên là bây giờ mình chỉ còn 3 bé thôi. Đấy, cho con này nó ăn con to một tí. Tại vì con này bây giờ size nó cũng to rồi. Để nó to như cái con này. Con bé này này, người ta cho ăn. Mấy hôm đây là bữa ăn đầu tiên rán dế của bọn này trong năm mới, năm con hổ. Còn đâu thì mấy hôm trước mình chỉ cho ăn rau thôi. Bọn này nhà mình thì mình cũng kiểm soát anh em ạ, mình không cho ăn ăn ấy nhiều. Thế còn mình không cho ăn rán dế nhiều, tập cho nó ăn rau nhiều, cho nó nhàn mình tí. Thật ra thì mình cũng không có ý định sắm thêm giống Úc những cái móp thấp như này nữa. Nếu bây giờ mình có sắm thì mình sẽ sắm móp cao hơn. Con này bỏ tay ra sờ rán bẩn lắm. Mình sẽ sắm những con rán móp cao hơn. À quên, nhầm. Con giống Úc móp cao hơn. Chỉ hạn chế sắm những móp này nữa. Nếu mà có anh em nào mà thanh lý hay là tặng mình những móp này thì mình vẫn cứ nhận thôi. Mình vẫn cứ gom thôi, không vấn đề gì cả. Mình vẫn thích nuôi nhiều. Cá nhân mình thì vẫn thích nuôi nhiều. Đấy, bạn ấy bạn ăn no rồi, bạn ấy đi lung tung rồi. Con đi vào chuồng đi con. Con đây, con ăn no rồi, con cho bạn này vào chuồng đi. Đúng rồi.
bạn này á, mình cho một đống rán Red Run xuống một cái này, hai bạn ấy ăn không ngừng nghỉ, nhìn mốc một này. Em thấy không? Con này thì nó sẽ là cái con thay thế con càng của mình. Đấy, rất là đẹp. Màu màu thì nó không quá là đẹp như con càng, tại vì màu con càng nó màu kiểu xa chớt, màu vàng cơ. Con này thì màu nó cam. Nhưng không sao cả. Nó cũng y chang là nó cũng cụt đuôi như này này. Giống hệt luôn. Thì mình Chứ sẽ con thay thế này con càng. có hai con càng à? Ừ, thay thế con càng bị chết của mình con ạ. Thế Ừ. Mình nuôi để mình thay con càng, con chốt cái kia là chốt cái cửa không biết được. đấy. Mình cho bọn này ăn rán xong một tí là mình sẽ lại cho lấy và cho rau vào trong chuồng cho chúng nó. Đấy, rất là háo ăn anh em. Con tự bế xuống. Thì mình sẽ cho nó ăn xong như này là tí nữa mình sẽ cho lại vào chung để mình cho ăn rau thôi. Không có 3 4 hôm mình mới cho ăn một bữa, hoặc một tuần mình cho ăn một bữa rán. Còn đâu chủ yếu là ăn rau thôi, cứ vớt rau vào chuồng cho ngon. Con Blue của mình thì vẫn tiếp tục chui trong hốc này. Đấy, rất là lười cảm giác như hết mùa rồi nhưng mà nó cũng không 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 dạn người lắm. Con Tehu thì mình đang cho lên trên nhà. Đây, còn toàn bộ đây là những cái mô hình của mình nhưng mà có những cái mô hình thì mình chưa đăng clip mình review nhưng mà mình quay rồi nhưng mà mình chưa đăng đến lượt nó, nhưng mấy nữa mình sẽ lại đăng lên cho anh em xem. Còn đây là những cái mô hình mà hiện tại mình đang sở hữu, anh em thấy cái ổn không? Tính đến thời điểm bây giờ là khoảng hơn 4 tháng mình chơi mô hình. Đó, và cũng có một vài cái mô hình mình được tặng nhưng mình cũng chưa làm video cho anh em. Có một số người bạn mới một số người bạn mới của mình đã tặng cho mình một số cái mô hình rất là giá trị. Hôm nay mình sẽ quay cho anh em xem lần lượt, tại vì kiểu mình quay xong mình quay lần lượt đấy nhưng mà mình không đăng liền lúc, mình cứ cách một hôm mình đăng, cách một hôm mình đăng ấy, cho nên là cái số lượng video của mình nó vẫn còn. Hôm đấy mình sẽ đăng lên cho anh em sau. Còn con Tegu thì bây giờ nó đang ở trên nhà anh em ạ. Mình sẽ đi lên quay con Tegu cho anh em xem luôn. Bạn Dèo có đi không? Đi. Anh em có thấy không? Gummy nhưng mà cái ghế ghế phèn, hơi phèn. Đi. Bé mồm ạ, bé mồm cho em rồi. Bé mồm thôi. Đi nhẹ chân thôi. Con tê gu của mình thì mình đang cho phơi trên này, anh em nhìn này. Đấy, nó đấy. Hôm nay thì trời lại có một chút nắng. Mấy hôm trước thì trời nó hơi 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 lạnh với cả hơi âm u nên mình không cho lên. Nhưng mà hôm nay nó có một chút nắng. Trước Tết thì bạn ấy đã nột hết cái phần người rồi nhưng mà cái phần đuôi này bạn ấy chưa nột được hết này. Bạn này đã thay áo mới rồi. Bạn ấy chuẩn bị đi đấy con ạ, đi ra đi. Trong cái tư thế này là giống chuẩn bị ị quá ta. Thì đúng như anh em nói, nhiều người anh em nói là mình không nên nột cho nó, để nó tự nột, nột nhiều khi nó stress. Nhưng mà cái con này của mình thì mình cũng hỗ trợ lột rất là nhiều lần rồi. Nó cũng quen rồi mà. Tức là kiểu nó nột không hết đấy anh em. Nên những cái móng chân này này, nó bong ra rồi nhưng mà nó không nột ra được. Đấy, thế là mình sẽ hỗ trợ mình nột thôi. Đương nhiên là cứ để kệ nó tự đến lúc nó sẽ bị bong, đến một thời điểm nhất định nó sẽ bị bong ra. Nhưng mà con này của mình đấy thì ví dụ như nó nột đến cái đoạn mắt nó biết này, nó hay khó chịu, nó hay cọ đầu á, thì mình lại nột cho nó. Chán thật hết cái mõm này. Cái mõm lần trước cứ trốn ra thế xong rồi. Xứt hết mõm buồn ghê. Đang đẹp, body đang đẹp, đang nét từ A đến Z luôn. Thế mà cuối cùng là bị cái đấy. Buồn ghê. Đây cái phần đuôi này, nếu mà nó cứ bong ra này thì mình sẽ hỗ trợ nó tí. Trên đâu thì mình cũng không kiểu nột ra, tại vì nột ra thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái da bên trong nó chưa hoàn thiện, nó không được đẹp lắm. Có cây hoa lá. Vậy là hết Tết rồi. Đến mùng 5 này là hết Tết rồi. Mình sẽ cho bạn này bạn chơi ở đây từ giờ đến chiều. Sau đó là mình sẽ hôm nay mùng 5. Từ từ đã xem nào. Không 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 được, không được. Chắc là mình sẽ cho bạn ấy vào luôn. Tại vì mình nhớ mãi là mùng 5 năm ngoái là bạn này bạn sống.
mùng 5 năm ngoái, đúng Tết năm ngoái mùng 5 bạn sổng, vào mùng 8 mình tìm thấy, hàng xóm mình tìm thấy bạn ấy, là bạn ấy chui xuống cống, bạn đi non men 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 khắp nơi, xong bạn chui lên bằng một cái cống ở nhà hàng xóm. Mùng 8 mình mới tìm thấy bạn ấy, cho nên là chắc để tránh cái rớp thì tí nữa mình sẽ cho bạn ấy vào chuồng. Cho vào chuồng sớm thôi, không cho ở ngoài đấy nhá. Bạn này bạn cứ thế này thôi, có mình ở đây thì bạn thế này thôi, tí bạn ấy nẻn đi ngay ấy. Mấy con chó đang chơi ngoài sân, chơi ngoài vườn. Đây, đây là hai bạn cún. Năm vừa rồi mình có mua hai bạn, không phải mua hai bạn cún mà mình có bắt hai bạn cún này từ ngoài bà ngoại về để nuôi, và hai con này nó chuyên tha dép. Chuyên tha dép đi khắp nơi anh em ạ. Tha đồ, tha dép của mình đi khắp nơi. Cái này tha dép của Diệp đi. Một vài hôm nữa thì mình sẽ được một một người chú của mình tặng cho một con chó Bun Pháp, thì mình sẽ là bắt về mà mình sẽ quay cho anh em xem con hàng đấy cho anh em. Chắc là cũng sẽ có anh em chưa bỏ sát thì anh em cũng thích động vật ấy, sẽ thích quý chó thì mình sẽ, con đấy nó tương đối là to rồi, mình sẽ quay cho anh xem con đấy không, nó buồn cười hay con. Giống hai bố con quá. Sao lại bố lại màu đen mà con lại màu vàng? Màu cam chứ. Màu cam? Nhầm à? Tên gì? Con chỉ nói đùa thôi đúng không? Không biết là con nên để bạn này ở trên này không? Hay là cho bạn ấy xuống luôn ta? Chắc để trên này đi. Để bạn ấy phơi nắng. Phơi nắng á, bố chỉ sợ hôm nay bạn ấy lẻn mất thôi. Hôm qua hôm kia mình mới cho ăn xong, hôm nay thì bạn ấy, nếu mà bạn ấy trên này một lúc thì chắc là bạn ấy sẽ ị ấy. Nhưng mà bây giờ cho bạn ấy ở dưới này bố cũng hơi no no. Nó lại giống cái dớp năm ngoái thì buồn lắm. Bạn ấy đang chở bạn này. Nhưng mà bây giờ thì mình cũng quay hết vào rồi, chẳng có lối để mà đi nữa. Đấy, nè, cõng nhau đi nè. Giống như là hai bố coi cõng nhau. Đi bố ơi, mình đi đâu thế? Con cho nằm ngay ngắn đi, đúng rồi. Đấy. Đấy. Đi đi. Đi chơi ở đâu thế nhỉ? Mình đang đi chơi ở trên nhà đó con ạ. À. Mập. Mập. Lại đây, lại đây. Đúng rồi, lại đây. Mập. Bạn này thì chạy nhanh như là cái con hỏ, bạn này thì chạy chậm như con rùa. Ở đây bạn đi như con rùa luôn trời. Đấy, đi nhanh đấy, đi nhanh thì đi nhanh chứ sao. Ôi trời ơi, ngã xe rồi. Gì bắt được nha. Đây, bố cầm đây. Con nào con ngựa? Đây. Con ngựa bò đi. Nhong nhong nhong. Em là con ngựa. Bẩn hết quần áo con ạ. Cái sàn này mình một con nâu đâu. Để chỗ bố nè, để đến trường học nha. Ôi trời ơi, con cõng bạn đi đâu đây? Con cõng bạn đi chơi. Cái bạn này sẽ là cái bạn mình chắc chắn là mình sẽ không, mình sẽ giữ lại nuôi để mình thay thế bạn Càng. Tại vì anh em nào theo dõi mình từ ngày xưa ấy, sẽ thấy là bạn Càng của mình là bạn ấy cũng bị mất một cái đoạn đuôi như vậy. Nhưng màu bạn đẹp hơn. Nhưng mà tiếc quá là bạn đã mất là năm ngoái rồi. Thì mất từ năm ngoái là bị chết đúng không? Ừ. Còn bạn Cành thì mình cũng chưa có bạn nào thay thế bạn Cành cả. Bạn đấy đã bị bắt đi và cụt đuôi rồi. Chắc là trời nó cũng không còn nắng nữa nên tí mình sẽ cho bạn Mập xuống luôn chứ không cho bạn Mập trên này nữa. Mình sẽ cho bạn Mập xuống nhà nằm trong chuồng luôn. Hôm nào nắng mình sẽ cho ra. Ok. Thôi cái video này mình xin dừng ở đây thôi. Đây là hình ảnh hoa cỏ mùa xuân nhà mình anh em.
Đó, anh em thấy đẹp không? Đấy. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những clip sau nhé. Chúc anh em một năm mới vui vẻ, vạn sự như ý và theo đuổi được cái đam mê của anh em. Bye bye. Bye bye con ơi. Bye bye cô chú. Bye anh em. Bye bye cô chú chứ.